xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Nóng hôm nay của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn và được phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng trà thanh nhiệt Dr. Thanh. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, 24 tháng 4 năm 2021, như thường lệ sẽ là chuyên mục điểm tin. Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai cùng các cơ quan liên quan vừa có cuộc họp bàn về phương án đầu tư xây dựng cầu thay phà Cát Lái nối thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh với huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Theo ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, các phương án hướng tuyến mà trước đó Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai đưa ra còn một số tồn tại. Do vậy, Sở Giao thông Vận tải thành phố đề nghị Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu, làm rõ thêm một số nội dung như xác định vị trí kết nối của các nhánh lên xuống cầu trên mặt cắt ngang vành đai 2, đảm bảo tổ chức giao thông thuận lợi, đảm bảo hành lang an toàn. Phương án đề xuất của đơn vị tư vấn là kết nối với các vành đai song hành trên đường vành đai 2 là chưa tối ưu. Đối với phương án 2, phương án được đề xuất, Sở Giao thông Vận tải thành phố cũng đề nghị đơn vị tư vấn bổ sung trắc dọc, rà soát kỹ các chỉ tiêu kích thước, hình dọc đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Cao độ tại vị trí giao cắt giữa các cầu vượt, độ dốc dọc, bán kính rẽ các cầu vượt, hành lang an toàn cầu. Nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2021 và 135 năm ngày quốc tế lao động, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi sự kiện với chủ đề Non sông liền một dải với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi nổi đa dạng. Trong chuỗi hoạt động này có tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm. Cụ thể, hai điểm bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao ở đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn, hầm Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức và tòa nhà Landmark 81, quận Bình Thạnh. Thời gian bắn từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút đêm 30 tháng 4. Hai điểm bắn pháo hoa tầm thấp là công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11 và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. Năm nay điểm bắn pháo hoa ở Cần Giờ là nhân dịp huyện này được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài sự kiện bắn pháo hoa, còn có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật khác như triển lãm tranh, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, hoạt động giao lưu văn hóa, chăm lo đời sống sinh viên, công nhân. Dự kiến sáng nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử các bị cáo trong vụ sai phạm khu đất vàng 246 Hai Bà Trưng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh của Tổng công ty Bia rượu nước ngọt Sài Gòn Sapeco. Theo dự kiến, Viện Kiểm sát sẽ nêu quan điểm luận tội đối với các bị cáo. Trong phiên xử ngày hôm qua, đại diện Viện Kiểm sát, luật sư tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo tại Bộ Công Thương và một số ban ngành thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ các nội dung cáo buộc của Viện Kiểm sát. Trước đó, hội đồng xét xử dành khá nhiều thời gian để thẩm vấn đối với bị cáo Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương. Trả lời tòa, ông Hoàng nhiều lần nói do vụ việc xảy ra đã rất lâu nên không nhớ được nhiều. Mong hội đồng xét xử thông cảm. Cựu bộ trưởng cho rằng bản thân làm công tác chiến lược, quy hoạch, nội chính, không trực tiếp phụ trách Sapeco. Sapeco là do cựu thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa hiện đang bỏ trốn phụ trách. Bị cáo Hoàng cũng phản bác cáo buộc của Viện Kiểm sát về việc ông phủ nhận trách nhiệm, đổ lỗi cho cấp dưới. Bị cáo cũng xin nhận trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu ngành công thương. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát chặt tình hình người nhập cảnh, tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K, siết và xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, nhất là dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới. Nội dung này được ông Đam nhấn mạnh tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 với địa phương Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào sáng ngày 23 tháng 4. Trước đó, Phó Thủ tướng nhận định tình hình dịch COVID-19 ở khu vực châu Á đang diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch xâm nhập vào Việt Nam rất cao, nhất là với Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương có nhiều người từ nơi khác tập trung về. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục điểm tin. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục nhận định. Vào ngày 22 tháng 4, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức thông qua dự án xây dựng nút giao An Phú, Thành phố Thủ Đức. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án này là 3.926 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và ngân sách thành phố. Theo Sở Giao thông Vận tải, năm 2021, Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư công dự án, lập thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các công trình và lựa chọn tư vấn lập thiết kế công trình. Năm 2022 sẽ tiến hành lập thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật công trình, lập thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng, lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát và khởi công công trình. Từ năm 2023 đến năm 2024 sẽ thi công hoàn thành công trình. Năm 2024 sẽ lập hồ sơ quyết toán công trình. Sở Giao thông Vận tải đánh giá nút giao An Phú là điểm kết nối giao thông quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Thủ Đức với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Đồng thời, nút giao này cũng là giao lộ kết nối giữa đường Mai Chí Thọ và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đây cũng là điểm kết nối cao tốc Bắc Nam với Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều tuyến đường khác. Kính thưa quý vị, người dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận đang rất quan tâm đến dự án nút giao thông An Phú, Thành phố Thủ Đức. Trong chuyên mục nhận định ngày hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải để cùng lắng nghe những vấn đề xung quanh dự án này. Dạ thưa ông có đánh giá như thế nào về thực trạng giao thông tại nút giao thông An Phú, Thành phố Thủ Đức ạ? Nút giao thông An Phú của Thành phố Thủ Đức là điểm đầu của từ Thành phố Hồ Chí Minh đi đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đây là một điểm mà có cái lưu lượng giao thông rất là lớn. Theo tính toán từ năm 2013 thì dự báo là đến năm 2020, tức là dự báo từ đó là khoảng 175.000 xe quy đổi, xe con quy đổi đi lưu thông cái tuyến đó, và đến thời điểm này thì cái số liệu cũng tương đối phù hợp với dự báo, và nếu đến năm 2030 là khoảng đến gần 203.000 phương tiện ô tô quy đổi đi vào cái nút giao đó. Thành ra là cái khu vực này thời gian qua thì thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt là khi mà cái vành đai 2 chúng ta chưa được hoàn thiện, thành ra là các phương tiện đi từ đường cao tốc xuống thì cũng là chủ yếu là đi về thoát từ cái nút giao An Phú, chứ cũng cái lưu lượng mà thoát ra từ cái vành đai 2 thì nút giao vành đai 2 thì cũng không nhiều. Thành ra là cái việc mà xảy ra ùn tắc thì các bạn biết là gần như là các ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ thì thường xuyên xảy ra cái tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này. Sở Giao thông Vận tải đã có những cái kế hoạch để thực hiện dự án này như thế nào, và sau khi hoàn thành thì dự án sẽ giúp cải thiện được năng lực giao thông như thế nào ạ? Như tôi đã phân tích thì cái dự án này thì là nó nằm ở điểm đầu của cao tốc, thì đúng ra là trước đây dự kiến là Bộ Giao thông Vận tải là đầu tư cái dự án này. Tuy nhiên thì sau khi khó khăn trong cái sắp xếp nguồn vốn thì thành phố đã cùng với đề xuất ngân sách trung ương hỗ trợ một phần, và thành phố bố trí một phần để mà đầu tư dự án này với tổng mức dự kiến là hơn 3.900 tỷ. Và hiện nay thì vừa rồi thì Hội đồng nhân dân thành phố đã chấp thuận cái chủ trương đầu tư của cái dự án này, và chờ Bộ Kế hoạch đầu tư trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương để mà bố trí nguồn vốn trung ương nữa, và sau đó thì thành phố sẽ tiếp tục lập dự án đầu tư. Xin cảm ơn ông vì những chia sẻ vừa rồi ạ. Kính thưa quý vị, mới đây Sở Giao thông Vận tải cho biết đang xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án trọng điểm cấp bách, trong đó có dự án nút giao thông An Phú, Thành phố Thủ Đức. Hy vọng rằng dự án này sẽ sớm cán đích, góp phần thay đổi diện mạo của giao thông thành phố. Đến đây thì thời lượng của chuyên mục nhận định cũng xin phép được khép lại. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sống Vui Khỏe. Uống cho thanh nhiệt đó vào thanh, trúng nhiều tiền, nhiều tiền, nhiều tiền. Ngạn ơi, Hà Lan muốn ăn mì cay. Sợ nóng trong người đó. Hà Lan đi với Dũng. Có trà Đốc Tinh Hanh với Kim Ngân Hoa, Tam Thảo, Hạ Cô Thảo, không sợ nóng trong người. Ăn vô tư, thức khuya vô tư, sợ nóng trong người. Uống ngay trà thanh nhiệt Đốc Tinh Hanh. Uống trà thanh nhiệt Đốc Tinh Hanh, trúng nhiều tiền, nhiều tiền, nhiều tiền. Kính thưa quý vị, người bị viêm loét dạ dày tá tràng cần phải bổ sung những loại thức uống có tính kiềm để trung hòa tính axit trong dạ dày. Vậy những loại thức uống nào có tính kiềm? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ ngay sau đây. Việc sử dụng các loại nước, chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng các loại nước có pH trung tính. Nếu có điều kiện, chúng ta có thể sử dụng một số loại nước có pH kiềm trong bản thân nước này, hoặc là khi đưa vào trong cơ thể của chúng ta thì sẽ tạo ra một cái pH kiềm, sẽ hỗ trợ cho cái việc điều trị viêm loét dạ dày và hỗ trợ cho việc làm cho quá trình lành các cái tổn thương, đặc biệt là tổn thương loét dạ dày tá tràng được nhiều hơn. Chúng ta sẽ sử dụng các thức uống có một cái pH kiềm, đó chính là nước của các loại trái cây tự nhiên nhưng không có vị chua. Chúng ta sử dụng các loại nước điện giải khá là tốt khi mà chúng ta bị viêm loét dạ dày tá tràng. Quý vị thân mến, chương trình nóng hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2021 của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn và được phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng trà thanh nhiệt Dr. Thanh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.